Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tiếng Hát Lê Huỳnh. Hôm nay trời mưa lớn quá cho nên là khách tới showroom biết thì những gọi mình làm một clip để mình giới thiệu về một cái xe đã ở Hát Lê Central vài tuần rồi, nhưng mà hôm nay có một sự lột xác rất là ok, đó chính là chiếc Pune chắn bọc trên siêu nước đang được trưng bày tại showroom Central Sài Gòn Lê Huỳnh. Thật sự mà nói hôm nay nhìn thấy cái diện mạo mới có một chút xíu thay đổi thôi, mình rất là thích. Căn bản cái xe 48 mà có cái hình xanh màu trắng, nó có sự tương phản trong màu sắc của xe, không thể của xe thì nhìn đã rất là đã rồi, nối tiếng thôi nha. Nhưng mà hôm nay thì đã thay cái yên da custom của cái xe bằng cái yên cà phê Racer đồ chơi. Cái yên này mọi người nhìn rất là quen thuộc, thay vào cái 48 nhìn nó rất là độc đáo và đẹp. Đẹp là bởi vì sao? Bởi vì cái xe Hyundai Venue này đã độ lên đi tông cao giống Ariel 2 và bây giờ được lắp lên cái đi giống Ariel 2 nữa. Nhưng điều đặc biệt là cái 48, cái Venue, cái tim của nó rất là chắc chắn, bánh trước lốp trước lớn, cái tim bụng lớn và cái bánh sau cũng lớn. Cho nên là khi mình lên cái tổng thể đi nông cao này và cái cà phê này thì cái xe đó đồng chất nó nhỏ hơn và đặc biệt là tôi tới ngồi lái nó thoải mái, chứ không giống như là xe zin. Khi mà xe zin mình ngồi thì hơi chồm, những ai mà bị cột sống hay là bị xe bê tông thì sẽ hơi đau, cho nên là khi mình thay cái nông cao này và cái gì này ngồi rất là đẹp đó. Tiếng thích ở 48 nó chính là cái phần tư thế để chân, tư thế để chân forward massage và cái độ cao ngồi tư thế lái rất là chuẩn và ngầu. Và cái chiếc xe này thì mọi người có thể những cái clip trước xe chỉ mới chạy được có 2972 cây số thôi, 3000 cây thôi, giống như là mình đi rô đai giùm cho mọi người đó. Và trên bình xăng ngày nào cũng không có những vết chạy trước gì đó. Thì bây giờ đã lắp lại cặp ô zin và cái yên cà phê bi đông cản chống đỏ cộng với lại cái option trên xe VDA thì những cái xe nó liền lại chắc chắn khác và đẹp hơn rất là nhiều. Giá bán vẫn không thay đổi 439 triệu. Xe đang được trưng bày tại showroom Central Sài Gòn Lê Huỳnh, số 94-96 Huỳnh Văn Bánh, phường 15 quận Phú Nhuận. Anh em qua coi xe có liên hệ với Tiến qua số điện thoại là 0383 144 241 nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp mọi người trong video theo. Với này là chiếc Ariel 2 đó, mọi người có thể so sánh sơ sơ nếu mà là tiếng chọn với một cái xe 48 đã lên option thì chiếc sẽ như ngay cái xe 48. Tất nhiên là không chơi là 12, tùy mỗi người có một con mắt thẩm mỹ con, nhưng mà thích cái combo này cao hơn. Các bạn nghe dễ thương nữa. Ok, cảm ơn mọi người.